Mình hát một bài hát là Giấc Mơ Đẹp của người đàn ông được chiêm ngưỡng. Cho gió hồ thổi bay. In Aru cho tôi à, làm tí món nướng ẩm thực Tây Nguyên, mời cả nhà mình cùng thưởng thức nha. Nướng gà cả nhà, gà đây, gà đồng bào, gà Thái Bình cả nhà, cực ngon. Đây là chuẩn bị lá mì nha cả nhà, một lát nữa là có lá mì với thịt ba rọi, nó có hai set luôn. Chưa bấm mà nói. Rồi, bông bí nha cả nhà. Đây là rửa gà chuẩn bị nướng tiếp nha cả nhà. Hai con chưa đủ đâu, mấy vài con nữa. Đây là món heo đồng bào gác bếp nướng nha cả nhà. Cực kỳ ngon luôn. Chuẩn bị nước chấm à. Đó là nguyên liệu à. Đây là món gì đây? Cá bóng ướp muối không? Đây là món gì em nè? Dạ canh bột lá dao anh. Món này là nấu sao vậy? Mình nấu bột các nguyên liệu của món gà, đậu bí non nữa. Đầu bếp thải bí này. Còn có bí non với lại su su.
sau cùng. Cái này anh tốt được ruột lắm nè. Anh nhìn thấy rau là tốt, cái anh tốt được ruột đúng không? Chính xác, lợi rất là lợi cho tiêu hóa. À rồi tiêu hóa luôn. Nó thay còn gọi hay là dạng như là món súp vậy đó. Đúng rồi. Cái đây là anh cái này là tinh trùng nhiều lắm nha cả nhà. Thật sự thế. Không đùa đâu. À, chuẩn bị trải nghiệm nha cả nhà. Có 4 sản phẩm nha cả nhà. À, hồng đựng sâm này, ba cái tím này, đinh lên Tây Nguyên và Amacong. À, ai cần thì liên hệ. Đấy nha cả nhà. À, cải lên cái khô đúng không? Này tạo nên hương vị những con gà này. Rồi, đây là củ nén đúng không? Hương vị đặc trưng này. À, gia vị chuẩn bị lên lò nướng này. Bữa say quá. Già làng buôn Marin nha. Nói với lại là già làng buôn Marin này. Rồi chú Y Quái là kho từ điển sóng về ẩm thực Tây Nguyên ở trên buôn Thuộc. Và nhân vật đặc biệt nhất ngày hôm nay là chính là hầm xám Tây Nguyên. Thầy Y Tru nha. Đàn hay hát giỏi. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Giao lưu là ca sĩ Tây Nguyên này. Và em Ni là xinh đẹp ở tại Tây Nguyên đây này. Đó. Hôm nay là rất vui là có được già làng ở đây là nhất rồi đó. Rồi cảm ơn già làng và quý em rất là nhiều nha. Lên em ơi. Lên thế nào? Phi ơi, Gia Lan. Sinh nhật em Ni thì chú tặng sinh nhật muộn một bài hát đừng mang tên đại diện gia đình tặng bé Ni nhân viên của Đinh Lăng Tây Nguyên là một ca khúc được mang tên hát rồi sẽ biết. Trời ơi, nhân viên Đinh Lăng Tây Nguyên nhưng mà hát cơ mà không biết luôn thì sao? Không bao giờ Thank you.
lên em này, lên thế nào? Thúy ơi, Gia Lan. Bởi thầy Chu đại biểu quốc hội một bài hát được mang tên Hát Rồi Sẽ Biết. Bây giờ Hùm Xám Tây Nguyên sẽ tặng bài rất đặc biệt, lấy chùa làm cái cầu. Lấy đường mới, lấy đường mới để gọi. Oh.
Đây, ok rồi nhé.